Xin chào quý khách hàng đang sử dụng dịch vụ của WebNow. Trong đoạn clip này, WebNow sẽ hướng dẫn quý khách thực hiện gắn link cho các nút đăng ký. Đầu tiên, quý khách sẽ cần đăng nhập vào trang quản trị WordPress để thực hiện thao tác này. Tại địa chỉ website, quý khách sẽ nhập thêm một số ký tự bao gồm dấu xuyệt WB gạch nối admin. Sau đó chúng ta nhấn Enter. Sau khi đã đăng nhập thành công vào trang quản trị WordPress, quý khách sẽ tiến hành quay trở lại trang chủ website. Chúng ta sẽ đến trang có chứa các nút đăng ký cần gắn link. Ví dụ chúng ta truy cập vào trang Megaro Hosting. Ví dụ quý khách muốn chèn một link cho nút đăng ký này. Đầu tiên quý khách sẽ nhìn lên ở phía trên cùng của website. Chúng ta thấy một cái thanh công cụ màu đen. Quý khách tìm đến biểu tượng cây viết có dòng chữ sửa trang. Chúng ta rê chuột vào. Ngay bên dưới lúc này sẽ xuất hiện dòng chữ Edit with UX Builder. Chúng ta sẽ click chuột vào dòng chữ này. Sau đó quý khách cuộn chuột xuống tìm đến nút đăng ký cần gắn link. Chúng ta sẽ click chuột vào nút đăng ký đó. Ngay lập tức ở phía bên trái sẽ xuất hiện một bảng chỉnh sửa màu đen. Chúng ta tiếp tục cuộn chuột xuống bên dưới tìm đến phần liên kết. Chỗ ô liên kết này là ô để chúng ta chèn cái phần liên kết cho nút đăng ký. Đầu tiên chúng ta sẽ xác định được cái liên kết mà chúng ta muốn chèn là liên kết nào. Ví dụ ở đây quý khách muốn chèn nút đăng ký dẫn trỏ đến tên miền, thì chúng ta sẽ copy cái đoạn đường dẫn trỏ đến tên miền này. Chúng ta sẽ copy đoạn này, sau đó chúng ta sẽ dán vào phần liên kết này. Quý khách lưu ý là cái thủ thuật dán nó tương tự như thế này. Đầu tiên sẽ là dấu xuyệt, sau đó là các ký tự của tên miền, và ở dòng cuối là dấu xuyệt. Hoặc quý khách muốn dẫn link tới phần email server chẳng hạn, thì chúng ta sẽ copy cái link này, sau đó chúng ta dán vào đây. Tương tự quý khách muốn dẫn link đến phần liên hệ, thì chúng ta sẽ copy cái phần đường dẫn đuôi của trang liên hệ này. Chúng ta dán vào cái nút đăng ký ở phần liên kết. Sau đó chúng ta chọn Apply và chọn Update. Bây giờ chúng ta sẽ check lại. Đây là nút đăng ký vừa được chèn link lúc nãy. Bây giờ chúng ta sẽ thử click vào. Thì ngay lập tức hệ thống sẽ chuyển đến trang liên hệ, bởi vì chúng ta đã chèn cái link liên hệ vào nút button đó. Tương tự đối với các cái nút đăng ký khác, cách chèn link của nó cũng tương tự như vậy đối với các nút đăng ký khác. Hoặc đối với các cái button như là xem ngay, các button tại này, tên miền, Megaro Hosting, Business Hosting, chúng ta thực hiện thao tác chèn link cũng tương tự như vậy. Chúng ta cũng sẽ tìm đến mục sửa trang, sau đó chọn Edit with UX Builder. Tiếp tục chọn cái nút cần gắn link. Ví dụ chúng ta muốn gắn link cho phần tên miền, thì tại đây chúng ta sẽ chèn đường dẫn vào phần liên kết này. Thì hiện tại cái nút này đã được gắn link sẵn. Ví dụ quý khách muốn thay đổi cái link mới, thì chúng ta chỉ cần copy cái đoạn đường dẫn mới chúng ta dán vào đây, dán vào chỗ phần liên kết này. Sau đó chúng ta chọn Apply và chọn Update. Như vậy là chúng ta đã có thể thực hiện gắn link thành công cho các button trong website.